Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Chiến soi kèo nhận định bóng đá của mình. Ngày hôm nay bản thân Hoàng Chiến đã làm cho anh em về soi kèo giữa bóng đá nữ trong khuôn khổ SEA Games 31, trận đấu đang diễn ra ở Việt Nam, đất nước thân yêu của chúng ta. Trận đấu giữa nữ Việt Nam gặp với nữ Thái Lan, trận chung kết anh em nhé. Và nếu như anh em chưa theo dõi được cái video này, anh em hãy nhanh chóng kéo truy cập vào kênh Chiến soi kèo để cùng theo dõi anh em nhé. Và trước khi vào nội dung chính của ngày hôm nay, đó chính là soi kèo giữa Atalanta gặp Empoli, thì mình muốn nhắn nhủ đến cho tất cả những anh em bet thủ mà đang đồng hành với mình một chút rằng là ấy, thì nếu như anh em mà muốn vào trong cuộc chiến, anh em hãy nhắn tin ở dưới phần mô tả của video này. Và cũng nói luôn, có rất nhiều anh em nhắn tin đến kết bạn chiến nhưng mà chiến không biết rằng là anh em đang có những nhu cầu gì, thì chiến xin lỗi là không thể là trả lời được hết cho tất cả các bạn anh em nhé. Và cũng nói luôn, bản thân ở cái nhóm này chúng ta là một cái nhóm đầu tư, chúng ta có cơm có gạo ở nhóm này, anh em hiểu không ạ? Cho nên nếu như khi anh em đến đây đầu tư thì đầu tiên anh em phải trên 18 tuổi giúp chiến nhé, để chúng ta tránh khỏi những cái vấn đề không mong muốn, được chưa anh em? Rồi ok, sẽ không để cho anh em phải chờ lâu hơn nữa. Ngày hôm nay thì Chiến sẽ soi kèo phân tích nhận định trận đấu giữa Atalanta gặp Empoli trong khuôn khổ vòng 38 giải Serie A. Ok cho anh em. Và anh em có thể thấy này, ở cái thành tích thi đấu thì mạch bốn trận liên tiếp bất bại của các cầu thủ Atalanta với 2 chiến thắng và 2 trận hòa thì đã chấm dứt anh em nhé ở cái vòng đấu gần nhất, khi mà đoàn quân của huấn luyện viên Gianpiero đã nhận một cái thất bại 0-2 trước cái đội đầu bảng, đó chính là AC Milan. Và cái trận thua này ấy, thì đã khiến cho Atalanta lỡ cái cơ hội củng cố cái vị trí để mà tham dự Europa League của mình. Thậm chí họ đang còn bị đánh bại khỏi cái nhóm này anh em nhé. Ở thời điểm hiện tại thì đội chủ nhà đang sở hữu cho mình đó chính là 59 điểm sau 37 vòng đấu và họ đang đứng ở vị trí thứ 8 ở trên bảng xếp hạng. Còn về phía Empoli sau 37 vòng thì họ đang sở hữu cho mình chính xác là 38 điểm và đang đứng ở vị thứ 14 anh em nhé. Và cái điều này đồng nghĩa với là cái lượt trận cuối của các học trò huấn luyện viên Gasperini thì phải thắng thì họ mới tự tin có một cái tấm vé dự cấp châu Âu ở mùa tới nha anh em. Và cái tham vọng chiến thắng của Atalanta là hoàn toàn khả thi bởi cái trận cuối cùng này họ sẽ được trở về sân nhà và tiếp đón Empoli, cái đội bóng ấy mà đã gần như là sẽ không còn một cái động lực thi đấu khi mà đã cán đích ở vị trí 14 trên bảng xếp hạng. Đây cũng là cái vị trí cao nhất mà Empoli có thể vươn tới, đồng thời thì họ vẫn sẽ có thể bị kéo xuống gần cái nhóm cầm đèn đỏ nếu như bị cái thua ở trận này. Vậy thì đối với những cái trận gặp gần nhất hay là những điểm kiện đáng chú ý là như sau. Empoli đã không thể thắng trong 4 trận gần đây nhất anh em nhé. Có thể nói là họ đang có một điểm rơi rất là tệ. Khi mà nếu như mà được chơi trên sân nhà ấy, thì Atalanta đã không thua trước Empoli trong 4 trận, trong 4 cuộc đối đầu gần nhất. Thành tích ở trên sân nhà của Atalanta mùa này đó chính là 4 thắng, 8 hòa và có 6 thất bại. Cái lần gặp gần nhất giữa Empoli mà ở đây là điểm qua là đó chính là 6 trận đấu gần nhất, thì hiện tại là Atalanta đang sở hữu cho mình đó chính là 3 chiến thắng, còn Empoli 1 chiến thắng và đã có 1 kết quả hòa anh em nhé. Ok, vậy thì các cái trận đấu gần nhất anh em thì chúng ta có thể thấy rồi, các cái trận đấu gần nhất thì thành tích thi đấu mình đã điểm qua ở đây và cái phong độ gần như điểm rơi nó không phải là quá sáng cho cả hai đội. Ok chưa? Bản thân Hoàng Chiến ngày hôm nay thì sẽ soi kèo châu Á để cho giúp cho anh em có thể hiểu được những phân tích kèo của mình. Còn những cái mã kèo châu Âu thì anh em có thể thấy này, nếu như ngày hôm nay Atalanta mà thắng thì anh em nếu như đầu tư 1.000 điểm thì anh em chỉ thu về được tầm 212 điểm thôi. Cái điều này là hoàn toàn rất là bất lợi cho anh em nếu như anh em mà chơi những cái mã kèo châu Âu anh em nhé. Còn nếu như mà Empoli chiến thắng thì rõ ràng là 1.000, khi mà đầu tư 1.000 điểm thì ăn hơn 11 lần. Ok cho anh em. Còn kết quả hòa thì sẽ có cái mức tỷ lệ ăn, đó chính là ăn tới 6,5 lần. Và mình sẽ nói sơ ở cái kèo châu Á hiện tại. Đối với sàn giao dịch châu Á thì đang ghi nhận một cái mức kèo cho đội chủ nhà Atalanta khi mà chấp tới 2 trái cho đến là 2.5 trái, 2.25 trái anh em nhé. Và cao nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội anh em ạ. Điều này cho thấy rằng là nhà cái đang đánh giá rất là cao khả năng chiến thắng của đội chủ nhà. Tuy nhiên màn trình diễn thật sự mà mình đang đánh giá ấy, là mình nói là rất là nghèo nàn ở trên sân nhà với 6 trận gần nhất là không thắng, khiến cho Atalanta sẽ khó lòng làm được nên câu chuyện ở trong cái trận đấu ngày hôm nay anh em ạ. Cho nên ấy, bản thân Hoàng Chiến đang hướng đến một trong những kết quả là Empoli được chấp 2 tới 2.25 trái đang rất là cao anh em nhé. Ok, thế thì về cái khía cạnh kèo tài xỉu thì sao ạ? Những cái trận đấu có sự xuất hiện của Atalanta thường diễn ra với thế trận cởi mở và hấp dẫn anh em này.
Khi mà 3 trên 5 trận đấu gần đây thì đều có ít nhất là 4 bàn thắng được ghi. Còn phía bên kia chiến tuyến thì trận đấu gần đây nhất thì có ít nhất 4 bàn thắng được ghi. Lịch sử đối đầu thì cũng chứng kiến thì 2 đến 3 trận gặp nhau giữa đôi bên thì đều đã có là 5 bàn thắng. Tuy nhiên rằng là đây cũng là một trong những cái bẫy anh em nhé. Bởi vì thật sự là cái phong độ thi đấu của cả hai đội gần đây thì cũng rất là tệ, rất là tệ. Kiểu như là phập phù đấy. Nên ngày hôm nay anh em, nếu như mà anh em mà thích đánh thì mình khuyên anh em rằng là hãy anh em hãy đánh một cái kết quả là tài. Tài là 3.75 đi, được chưa anh em? Rồi, còn nhưng mà cái kèo này thì chỉ là kèo khuyến nghị cho tất cả anh em để anh em có thể tham khảo thôi. Còn cái mã mà mình đang định hướng cho tất cả anh em là chuyển qua những cái mã kèo góc anh em nhé. Ngày hôm nay đối với khi mà Atalanta họ đang có thể nói là cũng dù sao thì nó được chơi ở trên sân nhà đúng không ạ? Và với cái tỷ lệ tài xỉu góc ngày hôm nay chỉ có là 10 trái thôi thì anh em hoàn toàn có thể là đi cho mình kèo tài góc này được anh em nhé. Bởi vì chẳng có lý do gì ở một cái đội cửa dưới như Empoli mà họ sẽ không chủ động tấn công ngay từ thời điểm ban đầu cả. Anh em đừng quên chúng ta có rất là nhiều cái mã kèo tỷ số để cho anh em có thể lựa chọn ở đây. Cái nơi mà mình đang định hướng cho tất cả anh em ấy thì đều đang có những cái tỷ lệ ăn gần như là rất là cao và anh em có thể đối chiếu. Nói luôn với anh em ấy, một ngày thì có rất nhiều trận đấu diễn ra cho nên là Hoàng Chiến sẽ không thể làm hết được tất cả các video gửi đến cho tất cả anh em được. Nên anh em nếu như chưa biết cách mà để vào nhóm tham gia nhóm của Hoàng Chiến thì em hãy kéo xuống phần mô tả của video này liên hệ với Chiến qua Zalo và Telegram anh em nhé. Ok, bản thân Chiến cũng sẽ viết lên đây về hai cái mã kèo mà mình đang và có cái xác suất tỷ lệ chiến thắng rất là cao gửi đến cho tất cả anh em. Đó chính là ngày hôm nay anh em nên đi cho mình về cửa dưới Empoli chấp 2 trái cho đến là 2.25 trái tùy theo anh em lựa chọn anh em nhé. Và cái mã kèo thứ hai đó chính là mã kèo tài góc 10 quả, được chưa anh em? Còn nếu như anh em nào mà có thể thích những cái mã kèo tài xỉu thì mình khuyên anh em ngày hôm nay thì đối với cái mức kèo khuyến nghị này thì anh em có thể là đi cho mình một cái mã kèo, đó chính là mã kèo tài 3.75, được anh em nhé. Nếu như anh em đi ở cái mã kèo tài này thì anh em sẽ có một cái tỷ lệ chiến thắng, đó chính là nếu anh em đầu tư vào đây 1.000 điểm thì anh em sẽ thu về cho mình là 890 điểm anh em nhé. Và đó chính là ba mã kèo mà mình gửi đến cho anh em. Nếu như anh em chưa biết cách mà vào nhóm soi kèo của Hoàng Chiến ấy thì anh em hay là bất kỳ một cái câu hỏi nào anh em hãy kéo xuống phần mô tả của video này inbox Hoàng Chiến kết bạn và nhớ là hãy nhắn tin trước Chiến và nêu lên được những cái lý do mà anh em đang vướng mắc để mà Chiến có thể là giải quyết cho anh em nhé. Và anh em đừng quên like, subscribe, để lại comment, bật chuông thông báo để ủng hộ mình ra những cái video hơn nữa, giúp cho tất cả anh em có thể là có được những cái soi kèo và lan tỏa đến nhiều anh em bet thủ hơn. Chúc cho tất cả anh em có thật nhiều sức khỏe và thành công.